Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Thì hôm nay trên màn quý vị đây, chúng tôi đang hoàn thiện một bộ bàn ghế tần thủy hoàng một chất liệu gỗ gáo đỏ trong quá trình là phun sơn. Thì bộ này chúng tôi hoàn thiện theo yêu cầu đơn đặt hàng của chị Thịnh tại Yên Lập, Phú Thọ. Đây trên màn hình là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ đây. Sản phẩm này thì có kích thước là tay 12 và chất liệu gỗ sử dụng là chất liệu gỗ gáo đỏ. Từng đường nét chi tiết thì làm được rất là sắc nét như là đục chạm, đã hoàn thiện giấy ráp rất là kỹ rồi. Phía trong này là chiếc đoạn dài kích thước là 2m4. Đấy, chị khách hàng này thì đặt tại Yên Lập, Phú Thọ. Và hiện tại đang là buổi chiều ngày 25 tháng 9 năm 2019. Hiện nay thì chất liệu gỗ đỏ này được khách hàng sử dụng rất là nhiều do chất lượng gỗ thì tốt cũng như là giá cả rất là hợp lý, phải chăng là phù hợp với đại đa số khách hàng. Rất là bền. Đó, đây là video quá trình chúng tôi hoàn thiện sản phẩm. Thì là sản phẩm thì tôi sẽ để dưới phần mô tả video, quý vị có thể xem rõ hơn. Đây là anh em thợ đang bốc xếp bộ ghế lên xe để chuẩn bị vận chuyển đến nhà khách hàng. Và đây là hình ảnh ngôi nhà của chị Thịnh đây. Đi vào phía bên trong nhà thì tôi sẽ quay bộ ghế chúng tôi vừa bàn giao cho chị. Ánh sáng hơi bị trời nắng. Và đây là phòng khách nhà chị. Nhà chị cũng vừa mới xây xong rồi, thì hôm nay chị mới sắm sửa, bắt đầu sắm sửa đồ gỗ nội thất. Trước tiên là có bộ ghế trước, đồ đạc khác thì chị sẽ sắm dần.